Chào các chị, thì cái sản phẩm vitamin E của Kitlen này thì nó không còn xa lạ với mọi người đúng không ạ? Thì có rất là nhiều nơi làm review về sản phẩm này rồi. Thì hôm nay em có làm một cái review nhỏ nhỏ chia sẻ về cái dòng vitamin E Kitlen hàng của Mỹ để các chị biết thêm về cái sản phẩm này nó có công dụng gì, giá cả của nó như thế nào. Thì mời mọi người đón xem video chi tiết ngày hôm nay. Bây giờ thì em xin được miêu tả chi tiết về cái dòng vitamin E của Kitlen. Thì các chị có thể thấy hộp của nó thì hộp thân màu xanh, vỏ màu đỏ. Trước kia thì có một cái lọ nữa màu trắng, nắp màu trắng. Nhưng bây giờ thì đa phần là mọi người sử dụng cái dòng E có nắp màu đỏ này. Thì đây là một lọ E Kitlen. Một hộp này của nó thì có trọng lượng là 500 viên. Mỗi một viên thì có hàm lượng vitamin E là 180mg. Và E này là E tự nhiên, được chiết xuất từ mầm đậu nành. Đây các chị nhìn những cái thông tin của sản phẩm ạ. Đây em quay gần để cho các chị thấy. Mọi thông tin ở trên sản phẩm thì đều bằng tiếng Anh hết ạ. Hàng này là hàng nội địa của Mỹ. Ở đây có ghi là thành phần vitamin E 180mg. Chi tiết về sản phẩm có mã vạch, những cái thông tin cơ bản. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu Kitlen. Em mở nắp ra bên trong để các chị nhìn ạ. Bên trong thì có một cái màng bảo vệ này để tránh cho không khí vào, được dán rất là kỹ, rất là chắc chắn. Vậy thì cái tác dụng của vitamin E của Kitlen đối với cơ thể của chị em phụ nữ là như thế nào? Đầu tiên ấy, thì nó giúp là bổ sung vitamin E tự nhiên cho cơ thể. Nó giúp cho là cân bằng và loại bỏ đi mỡ ở trong máu, chống lại sự oxy hóa của cơ thể, ngăn lại quá trình lão hóa, giúp da mềm mịn hơn, tăng nội tiết cho chị em phụ nữ. Theo thời gian thì cơ thể sẽ bị lão hóa. Vì vậy thì có những cái hiện tượng, ví dụ như là chị em mà có những cái dấu hiệu như là da khô hơn, tóc khô hơn hay là da có nếp nhăn, vết chân chim thì là do đôi khi là mình thiếu hụt cái lượng vitamin E của cơ thể. Đường ăn hàng ngày, ví dụ như là uống sữa đậu này hay là ăn rau xanh thì nó chỉ đủ thôi, chứ chưa thể đáp ứng được cái lượng vitamin E cần thiết cho cơ thể. Vì vậy thì chị em cần bổ sung thêm đường uống. Mà hơn nữa, cái vitamin E này nó còn giúp cho là chị em chống lại cái hiện tượng lạnh cảm. Theo thời gian thì cái chuyện là chăn gối sẽ giảm sút, nên là nhiều chị em cảm thấy không hứng thú, không thích thú. Nhưng mà nếu uống cái vitamin E này đều đặn thì nó giúp là tăng cái nội tiết tố của chị em lên, giúp cho chị em hồi xuân và lấy lại được cái sự trẻ trung. Và khi đấy thì chống lại được cái bệnh lạnh cảm đối với chị em phụ nữ. Vitamin E này thì nó còn một cái tác dụng nữa mà em xin được kể đến. Đấy là nó giúp là tăng cái thị lực của mắt. Hiện nay thì cái thời buổi công nghệ nên là chị em sử dụng về điện thoại nhiều, máy tính nhiều, nên dẫn tới là hiện tượng là mắt bị căng mỏi, nhiều khi là giảm thị lực. Nếu mà sử dụng cái vitamin E này ấy, thì nó giúp cho là chị em là tăng cái thị lực của mắt lên, mắt sáng hơn và nhìn đẹp hơn. Đây là một cái hộp vitamin E mà em đang dùng dở, thì em xin được bóc ra để các chị xem cái sản phẩm thực tế ở bên trong. Một cái viên nang của Kitlen nó như thế nào ạ? Đây ạ, đây là một viên vitamin E Kitlen. Hơi tối một chút. Thì cái viên E này là bên ngoài của nó thì có màu vàng. Và một viên này thì có nó có hàm lượng là 180mg. Như là ở trên thông tin của sản phẩm 180mg. Một hộp là 500 viên như thế này các chị nhé. Không ít chị là đang quan tâm là tại sao mà xem ở trên mạng một số vlogger review thì cái sản phẩm vitamin E này, loại thì có hút ẩm, loại thì không, đúng không ạ? Liệu loại có hút ẩm là hàng thật và loại không hút ẩm có phải hàng giả hay không? Thì các chị nên biết rằng ấy, thì ở Mỹ thì có nhiều bang khác nhau. Ở mỗi bang thì nó lại có một cái đặc điểm khí hậu của nó khác nhau. Nên là những cái sản phẩm bán ở những cái nơi khí hậu ẩm thấp thì họ bổ sung thêm những cái gói chống ẩm. Còn nếu mà những sản phẩm ở nơi khô ráo hơn thì lại không có. Cái sản phẩm vitamin E Kitlen này bán ở cái bang Boston thì nó sẽ có cái gói hút ẩm. Nếu mà nó bán ở cái bang là California ấy, thì lại không có hút ẩm vì nơi đấy là khô ráo hơn. Thì đây là cái sản phẩm này bán ở California đấy ạ. Còn cái sản phẩm bán ở bang Boston thì lần sau em sẽ làm video cho các chị xem cụ thể hơn. Một cái băn khoăn của nhiều chị em mà em đã từng gặp là các chị hỏi là một hộp vitamin E 500 viên này thì dùng trong bao lâu? Thì các chị biết rằng ấy, thì cái hàm lượng của vitamin E Kitlen này, một viên của nó là 180mg. Trung bình các chị uống một ngày từ 1 cho đến 2 viên. Vậy là 500 viên này thì các chị uống trong vòng khoảng độ 250 ngày. Mà chia ra tầm 8 tháng thì mới hết cái lọ 500 viên này ạ. Cái sản phẩm Kitlen 500 viên này thì nó có cái ưu điểm
là một cái lọ hàng chuẩn này giá của nó là trên dưới khoảng 500.000, mà uống được trong vòng 8 tháng thì mỗi tháng các chị sử dụng vitamin E thì hết có chưa đến 70.000. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó là cái sản phẩm này nó khá là nhiều, những 500 viên. Nếu mà dùng trong cái thời gian khoảng 8 tháng mà nếu bảo quản không tốt thì là cái E này nó dễ bị là oxy hóa. Nên là các chị là nếu mà sử dụng cái dòng E này thì cần phải bảo vệ nó thật tốt, tránh cái trường hợp là không khí nó vào nhiều hay là ánh sáng trực tiếp nó dẫn tới là E nó bị oxy hóa hoặc là nó bị ẩm ướt thì nó sẽ dính vào với nhau đấy ạ. Những cái lưu ý gì mà khi sử dụng vitamin E Kidlin? Thì những chị em mà bị u xơ, u nang thì không nên uống cái dòng vitamin E này, vì nó có chiết xuất từ mầm đậu nành. Để tốt hơn ấy, thì các chị có thể tham khảo cái dòng vitamin E của Blackmore, thì nó được chiết xuất từ tinh chất hoa anh thảo. Thì một lát nữa thì em sẽ chia sẻ thêm cho các chị. Và hai nữa là uống cái vitamin E này thì các chị nên kết hợp với vitamin C, để cho vitamin C nó giúp là vitamin E hấp thụ vào cơ thể được tốt nhất. Và tránh sử dụng vitamin E này cùng vitamin K thì nó sẽ loại trừ lẫn nhau, không tốt. Khi đấy sẽ là mất chất và gây hại cho cơ thể. Nhiều người băn khoăn là vitamin E Kidlin này của Mỹ đã là tốt nhất chưa? Thì có những người bán hàng thì lại bảo là cái này là số 1, cái này là tốt nhất, hàng của Mỹ. Thì em chia sẻ là vitamin E này của Kidlin nó chưa phải là tốt nhất ở thị trường, và còn rất là nhiều cái dòng vitamin E cao cấp khác. Thì ở trong video hôm nay thì em xin được giới thiệu qua cho các chị về những cái dòng vitamin E bên em đang phân phối hoặc là trên thị trường để bán rất là nhiều và được rất là nhiều các chị khen. Thì được kể đến là cái dòng vitamin E của Natumed. Đây là một cái thương hiệu đến từ Mỹ. Và cái thương hiệu Natumed này rất là cao cấp, chuyên về những cái dòng thực phẩm chức năng, vitamin E, Omega. Đây là một cái sản phẩm cũng của Natumed, là Omega 360g. Đây là cái thương hiệu rất là cao cấp, nên là cái dòng E của họ ấy thì cũng được đánh giá rất là nhiều. Cái dòng sản phẩm thứ hai nữa mà em được chia sẻ với chị, đây là một cái sản phẩm Blackmore, một cái thương hiệu khá là cao cấp đến từ Úc. Những cái dòng sản phẩm của họ để phân phối này, tinh dầu hoa anh thảo và vitamin E, thì thương hiệu này của Úc cũng chuyên về những cái dòng thực phẩm chức năng cao cấp. Và cái lọ vitamin E này thì em vừa rồi có chia sẻ qua rồi, thì đây nó được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo, nên là rất là cao cấp mà hàm lượng của nó khá là cao. Một cái viên vitamin E này ấy, thì cái hàm lượng của nó là 670mg. Không biết là các chị có nhìn rõ không? Các chị nhớ để cái video của em ở chế độ HD thì sẽ xem được chi tiết về sản phẩm. Đây ạ, các chị cùng nhìn, 670mg dầu hoa anh thảo. Nên cái sản phẩm này em thấy phù hợp cho cả nam và cả nữ. Nếu mà những cái chị mà bị u xơ, u nang thì là không nên uống những cái dòng vitamin E có chiết xuất từ mầm đậu nành, mà nên sử dụng những cái dòng vitamin E từ tinh chất dầu hoa anh thảo này. Nó cao cấp, chất lượng của nó tốt mà nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Và những cái dòng E tiếp theo nữa em được kể đến, đấy là dòng vitamin E của DHC. Thì em cũng làm một cái video chi tiết về cái dòng E này rồi. Dòng E của DHC nó đến từ Nhật, và cái sản phẩm này thì cái hàm lượng của nó cũng khá là cao, nó 301mg. Và một sản phẩm nữa thì có thể là chị em không thấy là xa lạ, đúng không ạ? Có thể là trong cái video ngày hôm nay thì có những chị xem video này thì cũng đã sử dụng một trong hai cái dòng này rồi, vì cái dòng này nó khá là hot ở trên thị trường. Không phải nó hot về cái chất lượng của nó quá tốt, mà nó hot về cái độ sử dụng khá nhiều ở Việt Nam, hoặc là nhiều người bán, dẫn tới hiện tượng là nhiều người biết, nhiều người trải nghiệm cái sản phẩm này. Nhưng mà trong hai cái dòng E này ấy, thì em đánh giá cái dòng Gentiva này cao hơn. Thứ nhất là hàm lượng của nó cao, là 400mg. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng của nó tốt hơn. Còn dòng Mizola này thì giá thành của nó bây giờ thì rất là khó. Có nơi bán 30.000 một lọ này, 30 viên. Có nơi để bán là hơn 100.000. Mà sản phẩm giả nhái cái dòng này rất là nhiều. Và cái chất lượng của nó cũng không được ưu việt cho lắm. Trước kia thì bên em có phân phối những cái dòng này, nhưng mà khách hàng sử dụng thì không thấy phản hồi nhiều. Các chị ấy nói là chị dùng thì không thấy nó hiệu quả cao cho lắm. Nên là bên em bây giờ thì cũng hạn chế phân phối những cái dòng của E, của Nga này, mà chủ yếu là phân phối những cái dòng của Blackmore này, của Natumed, hay là những cái dòng của DHC và Kidlin của Mỹ. Là video hôm nay em chia sẻ với các chị. Vậy là video vừa rồi thì em đã chia sẻ cho các chị tổng quan về cái dòng vitamin E của Kidlin và các cái dòng vitamin E đang hot nhất ở trên thị trường. Thì nếu mà các chị nào mà cần tư vấn về cái sản phẩm vitamin E hay là các cái dòng sản phẩm khác, ví dụ như là tinh chất dầu hoa anh thảo này, hay là những cái dòng sản phẩm sữa ông chúa, hay là những cái dòng sản phẩm về collagen của Neocell hay Zutari,
thì hãy liên hệ trực tiếp theo số hotline 0985 229900, hoặc là các chị có thể là truy cập trực tiếp vào website hoabeauty.vn để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất và những cái kiến thức làm đẹp mới nhất. Các chị hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất em chia sẻ về review về sản phẩm cũng như là bóc phốt hàng giả hàng nhái ở trên mạng. Cảm ơn mọi người đã dành cái thời gian lắng nghe cái video này của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.